Chào các bạn, hôm nay các bạn cũng cái thường lệ sáng đi thăm vườn rồi quay cái cảnh núi Bà mây bao phủ dần vũ, cái cảnh thiên nhiên các bạn. Rồi thì cái chủ đề hôm nay thì tôi chưa biết cái chủ đề gì, nhưng mà tôi sẽ quay cái clip này để chủ yếu là tôi trả lời cho những cái bạn mà hai câu hỏi cho hai bạn đó. Và cái này nó cũng liên quan đến những cái bạn mà nuôi mai mà mái nhà đó mà đang nôn nao vấn đề mà đưa cái lăng để tạo mầm bông. Trong cái cách của tôi là đầu tháng 7 tôi mới đưa vô nha các bạn. Thì tôi cũng nói sơ sơ thôi, bây giờ mình có những cái em bây giờ đáp ứng nhu cầu luôn nè ha. Mấy cái em mà nói chú ba ơi quay đế coi chơi, thì bây giờ con tôi nó đang sửa nè các bạn, sửa đế theo cách của tôi ha, thì tôi quay chơi nha, chứ đừng nói là cái chủ đề sao đó, thôi bây giờ không nói nhiều. Đây bây giờ cái cây thứ nhất nha các bạn, đây ba cây liên tục, đây một cây, đây nè hai cây ha, cái này trở lại hai cây, cây này cây thứ ba rồi, cái cây này nè, đây nè, đây là cây thứ tư rồi. Bây giờ coi nha mấy em này, riêng cho mấy em nha. Thì bây giờ chú làm vậy nè, không có đẹp, nhưng mà cái này là mình nói là chưa có, mình mở ra thôi, tức là do mình trồng tự nhiên mà nó có cái này mấy em. Đây nè, coi chơi ha, coi chơi đi thôi chú, nói cái vụ kia. Còn này cho mấy em nè, riêng cho mấy em nè, mấy em để nó cho mấy với mấy ông bạn già mà gần già đó, cho mấy ảnh khoái chơi vậy thôi. Không đẹp, tôi nói là không đẹp. Rồi bây giờ chưa tôi nói thêm cái này nè, cái máy quay á, mấy bạn nên nhớ nha. Thí dụ là tôi để gần, các bạn thấy đế không? Rồi cái thân thấy ớn không? Nhưng mà tôi để xa thì sao? Các bạn coi máy quay nên cẩn thận. Chứ cái cây nói lớn quá thôi, bao nhiêu năm thì tôi không nói nha, đừng. Thì bây giờ mình nuôi sao mà cho có cái đế thôi, bên lớn cũng được hết. Miễn thân đế vậy. 5 năm mình 5 7 năm gì mình làm việc. Đây là một cây nha các bạn. Rồi ở trên quay xuống cây này, từ cây ha. Cái này chơi thôi nha, chứ. Đây, thấy rồi, nè đây xa. Ha, xa. Rồi bây giờ qua cây thứ hai nha, đây cây thứ nhất qua cây thứ hai liền, tức là cách cây một thước rưỡi nha các bạn, một thước rưỡi nha. Thì bây giờ đây cái đế, tức là có hết, tôi làm là có hết nếu có cách của tôi. Để cho mấy ông bạn già tôi xem chơi nha, vừa uống cà phê thôi. Tôi về tôi cái clip này tôi giờ chắc cũng khoảng 7 giờ gì đó thôi, tôi quay đây nên cho mấy ông bạn già tôi ngắm nghía chơi với tôi. Tại ra tôi mê lắm, bây giờ nghe nó mệt, nó làm thì nó mệt các bạn, nhưng mà thấy nó bươi lên cái nó khỏe. Đây cây đây, rồi các bạn thấy chưa, rồi đây nè, trên trùm xuống, đơn giản tôi mới cắt đây nè. Tại vì cái cây này cắt là đừng có bắt chước nha, cây này là tại tôi chưa có xài, tôi sửa hoài, vô gặp là sửa cho nó trống vậy nè, nó không có bệnh hoạn đau ốm gì đó, cho nó đỡ, nó không phải không bệnh hoạn mà nó giảm. Đây cũng cắt rồi. Đây, cắt suốt vô gặp cắt rồi. Đây cây này cây thứ ba, đây các bạn thấy nè, tổng thể nha, nè mấy em coi nha. Rồi cái đế nè, đây tự nhiên nè. Cái này không phải bữa, cái này là chỗ khác nha mấy bạn, mấy bữa trước tôi quay nè, tại mấy em đòi thì tôi quay chơi, cái này nó không có cái ý nghĩa gì về cái cách bông biết gì trong năm hết, cái này là cách tu trọng. Rồi bây giờ nè, qua ăn cây nữa mình nghĩ đây tổng thể bằng một cây. Một, qua đây hai, cách thước rưỡi nha, ba, thước rưỡi rồi, cái chéo qua đây, đây cây thằng nhỏ nó mới môi nữa nè, cái này tôi thấy cũng nè, bạn thấy chưa, đây tức là cái gì, mình trồng mình phải tạo như thế nào, cái đế nó bị gì, mình trồng tới 5 năm là các bạn, mình dở lên cái rồi nó có cái củ này không, cái củ vậy nè, bán mấy thằng bạc như cây này, giờ bán mấy thằng bạc, thấy chưa, nhưng mình có cái này nó khác, thì thôi tôi không nói gì nha. Rồi đây nè, rồi đặng mình nói chủ đề kia nha. Rồi mấy em đó coi họ bán chưa, có cái này nè bạn thấy nè, là chưa môi nè, chưa khi mình môi nó lội nữa này chưa. Rồi tổng thể 1 2 3
4. Rồi, bây giờ về. Trở qua vấn đề à. Tôi tính cái ngày 26 tháng 6 âm lịch các bạn, là nó gần cuối bãi, tôi sẽ quay một cái clip cách đưa lăng để tạo mầm ba cho cây mai. Tôi nhắc lại nha, ngày 26 tháng 6 âm lịch, tức là đầu cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì sẽ quay. Nhưng mà hồi hôm nay có nhiều bạn nôn quá điện có hỏi là như thế nào, thì bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn, nếu các bạn chờ được, vì tôi cái cách làm tôi là cuối tháng 6 đầu 7 tôi mới vô. Mấy bạn tùy ha. Rồi, tới đó tôi sẽ hướng dẫn. Bây giờ tôi chỉ gợi ý thôi, bị những cái em nó hỏi tôi trả lời sơ rồi, nhưng mà tôi cũng phải trả lời sơ cho tất cả các bạn luôn. Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, đưa lăng vô phải để tạo mầm bông không? Tạo mầm bông, nhưng cây mai mình có bông rồi tạo chi? Các bạn suy nghĩ nha, đưa lăng để tạo mầm bông, nhưng mà hiện giờ cây mai các bạn có lăng rồi, có gạo rồi, thì tạo chi? Bây giờ tôi nói ba cái mà các bạn nên, ba điều cần để Tết có bông chơi nè, các bạn nghe cho thật kỹ nha, nhất là mấy cái chị ở nhà. Thứ nhất, nước. Khâu nước là quan trọng nhất trong cái phần mà có bông chơi Tết. Nước, tôi hổm dài mưa nha các bạn, vậy mà có những cái cây cái đầu nó chiều ra, đầu nó có những cái chậu thoát nước chậm mà có những chậu thoát nước rất nhanh. Rồi bây giờ phần nữa, cái thứ hai, còn tôi nói lại nè, các bạn giữ cái bộ lá ha, giữ cái bộ lá, tức là giữ cái bộ lá này, còn lá thì còn bông. Nếu muốn còn lá, cái này tôi lập hoài rồi nó mới nhai rồi. Thì các bạn nghe chắc đây nè, cái đọt phải giữ, đây nè, đọt này bộ trĩ nè, nó bị nhiều quá tôi trị cũng không nổi, thấy không? Ở nhà thì tôi quản lý, tôi tưới các bạn. Còn lá còn bông thì bây giờ tôi nói các bạn này, nếu cái cây bạn bây giờ hiện giờ ra đọt thì yên tâm. Hiện nay nó ra đọt, các bạn cứ yên tâm. Ha. Còn những cây mai mà nó bị bỏ trĩ như vậy ha, hoặc là nó bị trùng cái đọt ha, thì các bạn dùng cái cách coi lại cái clip đánh thức đọt non đang ngủ, thì các bạn sẽ làm cho nó ra. Cái này ha, thì cũng gọi là ngủ. Bây giờ cái thằng này nó còn độc hơn là cái mà cái cây tự nhiên, cây mình không có bệnh mà nó ngủ nó còn dễ nha. Cái thằng này nè. Rồi bây giờ trả lời cái này nữa cho một cái em, là cái này thôi, các bạn nuôi mai nhà đừng nghe. Nghe thôi chứ đừng có quá trọng ấy rồi nó rối nha. Tôi trình bày mấy cái clip trước, các bạn thấy cây mai mà nó cùi cùi, cây mai mà tôi suốt lá không? Suốt lá để làm bông á, tôi nói một câu vậy mà tôi nói đi nói lại mà cái em này lại không hiểu. Mấy em nó có bình luận vậy, tôi nói là cây mai này tôi không cần, cây mai mà có cái hình mà nó suốt rồi á, các bạn có hai cái hình ảnh á, cái em này nó nói với tôi vậy. Tôi nói vậy, tôi không cần đưa tất cả phân gì cả, đưa thuốc gì cả, tôi vẫn làm cây mai này có bông. Đó, cái ý tôi nói đi cho các bạn ở nhà yên tâm là gì, tôi rồi các bạn đó nói ra gì, không đưa phân thì cái cây mai trong chậu sao nuôi, tôi đâu có kêu là không vô phân đó. Tôi nói bây giờ tôi nói là vậy, không đưa bất cứ cái kỳ phân nào, là gì, không đưa lăng mà không xịt thuốc kích bầm qua đó, như cái cây vậy các bạn cứ suốt đi. Tôi nói ý tôi là vậy, mà tôi nói rất là chậm, rất là nhiều lần, nhưng mà các bạn vẫn nghe cũng lộn, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thì tôi nói vậy, cái phân là các bạn cứ vô và nói là cái phân nè, 16, 16, 8 một cử phân hữu cơ, một cử 16, 8 một cử phân hữu cơ, trong giai đoạn này cứ các bạn làm hoài cho tôi đi. Rồi tới đó cái ngày 20, tôi lặp lại nha, 26 âm lịch, 26 tháng 6 âm lịch là sắp đầu ông bãi, tôi sẽ làm một cái clip đưa cái lăng để tạo mầm bông. Các bạn cứ bây giờ cái lá
Hiện nay các bạn yên tâm là đọt ngon nhiều chừng nào tôi khoái nãy cứ cho nó ra đọt thoải mái. Cái mùa này là cái mùa phát triển mà. Rồi cái clip này vậy nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi cái hình ảnh núi Bà. May vậy thôi, chào các bạn và hẹn gặp lại.